It's always a good time for Snuff Polka. Đội bóng du lịch. Nguy hiểm, rất đẹp mắt và đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Tuấn Sơn. Một pha đánh đầu vào một góc rất hiểm hóc. Rất nhiều lần thì Gia Tử đã ghi bàn ở những pha bóng như thế này và vừa rồi đã không ai kèm trung vệ áo số 3 bên phía của Tuấn Sơn. Thuận lợi. Đánh đầu. Tỷ số là 1-0 cho Tuấn Sơn. Và đây là bàn thắng thứ hai của Gia Tử và cũng là bàn thắng thứ hai bằng đầu của Gia Tử. Ở vòng đấu trước chúng ta thấy Gia Tử đã có bàn thắng bằng đầu cũng từ tình huống đá phạt góc. Các cầu thủ Việt Phương Đông đã rất chủ quan. Chúng ta hãy xem lại tình huống đá phạt rất tốt của Đặng Thúy Sơn. Một mình Gia Tử trong tư thế không có cầu thủ Việt Phương Đông nào theo kèm. Nhưng kiểu gì các cầu thủ Tuấn Sơn sẽ đẩy bóng ra và giữ điểm. Hai chạm, giữ điểm, không vào. Phản công cho Tuấn Sơn, Gia Tử, 3-2. Giữ điểm, không vào. Trung vệ Nguyễn Gia Tư và Trung Nghị đang dàn xếp. Gia Tư bóng vừa rồi cột dọc, rất đáng tiếc. Gia Tư rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho Tuấn Sơn. Người ghi bàn lại là trung vệ Nguyễn Gia Tư. Lần này không phải là một pha đánh đầu mà đó bàn thắng thứ 5 của Tuấn Sơn ở mùa giải năm nay. Một pha dứt điểm rất khó. Bóng xuyên qua hàng rào và đã đánh bại thủ thành Văn Huấn. Bóng của Gia Tư phản công cho Tuấn Sơn. Không vào. Tuấn Đông đã băng ra, Gia Tư ngay lập tức. Dứt điểm. Chính xác, vâng, như vậy đã có bàn cân bằng tỷ số 2-2. Hai tình huống bóng bổng, mọi thứ đã diễn biến quá nhanh và hiệp đấu thứ hai này đang thuộc về phía Tuấn Sơn ở những phút đầu tiên. Như vậy là Tùng Milan đã được cho ra nghỉ và chiếc băng đội trưởng đã được trao cho Đặng Thúy Sơn. Đánh đầu, tỷ số là 1-0. Người vừa có pha đánh đầu đó là Gia Tử, đó là sở trường của Gia Tử. Trung vệ này đã có pha, đã có bàn thắng rút ngắn tỷ, đã có bàn thắng gỡ hòa. Pha bật cao đánh đầu của Gia Tư bị cầu trùng đã ngăn chặn. Chủ ghi cơ hội 2-1 dành cho đội bóng Tuấn Sơn. Người ghi bàn đó là Gia Tư, một cú đúp dành cho Gia Tư. Trong hiệp 2 này cầu thủ Tuấn Sơn đã chơi tốt hơn. Pha không chế bóng không tốt của Tuấn VIP đã bị Chu Nghị cướp được. Đây là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu, một trận đấu mà Tuấn Sơn đã lội ngược dòng với hai bàn thắng của Gia Tử. Gia Tử lại là một bàn thắng nữa của Gia Tử và nó lại đến từ một tình huống không chiến. Đúng là ông vua không chiến đây rồi. Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, chắc chắn là ông đã có nhiều những biện pháp để giúp cho Ocean có thể hóa giải được Gia Tử. Nhưng đây là một tình huống mà các học trò của bên Lê Quang Long đã làm không tốt. Họ cử Quang Hiếp, một cầu thủ không thực sự mạnh trong những pha không chiến để kèm Gia Tử. Nguy hiểm. Không vào. Không vào. Gia Tử bỏ lỡ, nghi ngờ sút trượt và Trịnh Quang Vinh thì sút không đúng tâm bóng. Pha dứt điểm của Gia Tử ở góc hẹp, Hải Móm đã phản xạ rất hay. Nghỉ ngựa hơi chậm và Trịnh Quang Vinh thì một lần nữa lại tiếp xúc bóng không tốt trong pha vẩy má của mình. Rất hồi hộp các bạn ạ.
Còn nếu quý vị chọn tỷ số hòa, một cơ hội rõ ràng nữa của Gia Từ lại trôi qua. Họ có những người cầu thủ từ đầu rất tốt như Minh Đức và cả Gia Từ. Chúng tôi vừa nói xong thì Gia Từ đã ghi được bàn thắng 1-0 cho các đội Tuấn Sơn. Chúng tôi vừa nói đến những pha bóng bổng, những đường truyền căng vào từ biên cũng như là đá phạt góc của Tuấn Sơn. Thì ngay lập tức Gia Từ đã có câu trả lời. Tân binh của Tuấn Sơn đã có được bàn thắng riêng cho mình. Vẫn là đường truyền quen thuộc của Tùng Milan và cú nhảy lên cao hơn bất kỳ ai đang đứng ở trong vòng cấm. Quấy đầu không cho Tuấn Anh một cơ hội nào cản phá. Đánh đầu 1-0 cho câu đội bóng Văn Minh. Người đánh đầu là cựu tuyển thủ quốc gia Gia Tử. Pha đánh đầu không khó đối với Gia Tử. Cũng như trận đấu trước thì phút thứ 8 là phút mà các cầu thủ ghi bàn. Ở phút thứ 8 trong trận đấu tin lớn gặp Haren thì thắng Neva đã ghi bàn. Bắt được thế đâu em. Gia Từ không vào. Như vậy là vẫn có bàn thắng cho các cầu thủ Trà Đi Ma. Trong tình huống đầu tiên thì thủ thành vắt. Gia Từ sút luôn. Một cú búa ngay của Gia Từ. Bóng đi vào xa. Văn Thắng đã cản phá được. Nhưng ở cú dứt điểm thứ hai, Gia Từ đã thành công. Gia Từ đã chớp thời cơ rất nhanh. Đúng là trong những trận đấu như thế này thì cơ hội. Gia Từ vào. Như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Trà Đi Ma. Một cú sút quyết đoán của Gia Tử. Pha dứt điểm ở tầm thấp rất căng. Những cú đánh đầu như vậy từ Gia Tử, đó là khác biệt cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp sân 11 sang thi đấu sân 7. Những cú dậm nhảy và lắc đầu rất chính xác. Tỷ số đã là 2-0.
like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.